2020 Bitches, Alex, Nash, DeBito, Huang in the House, Alter, jetzt wird abgefuckt, Mann. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề hình học lớp 7 và chúng ta đang ở bài thứ 19. Ở bài ngày hôm nay thì mình muốn mang đến cho các bạn một bài tập mà theo mình nghĩ nhiều lớp 7 các bạn được học về tính chất hay định lý đường trung bình của một tam giác thì các bạn sẽ giải quyết được tương đối nhiều loại bài tập, nó sẽ ngắn hơn. Các bạn học thêm được nhiều định lý hoặc nhiều tính chất thì là bài tập nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn, đúng không? Thế bây giờ mình cũng thử đi vào, không phải mình thử mà thật luôn, đi vào bài toán ngày hôm nay nhé. Là cho tam giác ABC có điểm D là trung điểm của AB, đường thẳng qua D song song với BC và cắt AC tại E, và đường thẳng qua E song song với AB cắt BC tại F. Chứng minh rằng là AD bằng EF, hai tam giác là ADE bằng EFC và cuối cùng là AE bằng EC. Hình vẽ thì mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn rồi. Đây. Đó, các bạn thấy thế nào? Mình kéo cái này xuống một tí. Rồi. Ở câu A là để chứng minh AD bằng EF. AD bằng EF. Thì các bạn có ý tưởng đúng không? Đây là một bài tập không hề dễ một tí nào đâu các bạn. AD bằng EF. Thì muốn chứng minh AD bằng EF thì chúng ta nên đặt vào hai tam giác bằng nhau. Các bạn nhìn thấy dễ thấy, các bạn dễ thấy nhất đó chính là tam giác ADE và tam giác EFC. Nhưng các bạn để ý rằng là ở câu B mới yêu cầu là chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Thế thì chứng tỏ việc chúng ta đặt vào hai tam giác là ADE và EFC là không khả thi, đúng chưa? Thế nên là chúng ta nên đặt vào hai tam giác khác. Thế thì có một cái dữ kiện rất là đẹp mà các bạn cần để ý đến. Đó chính là AD bằng DB. Thế thì ngoài việc chứng minh AD bằng EF ra thì ta cũng có thể chứng minh là BD bằng EF, đúng không? Đến bây giờ thì chúng ta sẽ đặt vào hai tam giác bằng nhau. Thì BD và EF bây giờ các bạn sẽ không đặt được vào hai tam giác bằng nhau, bởi vì là hình như là chả có tam giác nào đặt được. Nhưng nếu bạn nào nhớ cái mô hình, nếu chúng ta có cái hình bình hành ấy, đấy, nếu các bạn có hình bình hành như thế này thì chúng ta luôn chứng minh được hai tam giác bằng nhau, đúng không? Đúng chưa? Bằng cách nào? Các bạn nối một cái đường chéo lại. Ở đây thì có lẽ là mình nối DF đi, DF nhá. Thì các bạn sẽ có yếu tố song song là DE song song với BD, thì dẫn tới việc là góc D1 bằng góc F1. Đấy. Đây. D1 bằng F1 đi, sau đó là D2 bằng F2, và hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp các cạnh góc. Các bạn hiểu ý tưởng không? Thì chúng mình nối D với F lại, được chưa? Sau đó mình đặt hai tam giác là DFB bằng với tam giác FDE. Thực tế hai tam giác này đọc cũng rất là khó chịu. Cái hình bình hành hai cái tam giác mà có chung cái cạnh này thì thứ tự đỉnh nó cũng hơi bị lòng ngoằng. Đấy, D với F, F với D và B với E, được chưa nào? Thế thì ba yếu tố có lẽ là mình sẽ ký hiệu góc là D1, D2 và F1, F2, được chưa? Thì chúng ta sẽ có được là D1 bằng F1, D2 bằng F2, à, có lẽ là mình sẽ ghi theo đúng thứ tự góc cạnh góc là DF chung, sau đó là D2 bằng F2. Ok chưa? Thì thứ hai tam giác bằng nhau thì chúng ta đã có thể suy ra AD bằng EF rồi, được chưa nào? Rồi như vậy là mình sẽ đi đến câu A. Có lẽ là mình sẽ xét luôn hai tam giác bằng nhau mà không trình bày. Thôi, cái gì nó cũng phải có lý do của nó chứ, đúng không? Chứng minh AD bằng EF. Ok. Nhiều khi mình không thích viết chữ E một tí nào. Đầu tiên là xét tam giác DFB và tam giác FDE có. Nhiều bạn hỏi là tại sao D1 bằng F1 và D2 bằng F2, thì xin thưa D1 bằng F1 ý. D1 bằng F1 là bởi vì là DE song song với BF. Còn D2 bằng F2 là bởi vì là BD song song với EF. Các bạn nhìn sau này trong theo hình chữ Z ý. Đấy, ví dụ như là đây chữ Z đây. Đấy, hai góc sau này trong. Còn đây, trông giống chữ N đúng không? Nhưng mà thực tế nó cũng là chữ Z thôi. Đó. Đây thì mình có thể là mình sẽ ghi hơi tắt một tí. Là góc D1 bằng góc F1. Vì là mình có là BD song song với BF, đúng không?
so le trong phẩy cạnh. Đấy, thế là đủ ý rồi. Theo mình nghĩ là như vậy. DF chung thì nó sẽ tư duy nó sẽ nhanh hơn một chút. Tư duy nó sẽ nhanh hơn một chút. D2 bằng F2 thì cũng là so le trong. Và ở đây là BD song song với EF. Trình bày này đi đến lớp mà các thầy cô thì mắng chết các bạn ạ, vì nó hơi gộp nhưng mà sẽ thuận lợi cho người mặt tư duy luôn. Được chưa? Các cạnh góc đấy. Câu B, chứng minh tam giác ADE bằng với tam giác EFC. Rồi thì đến bây giờ thì khi mà từ câu A có được AD bằng F rồi, quên câu A mình vẫn chưa xong đúng không? Mình sẽ phải suy ra tiếp rằng là BD bằng EF hai cạnh tương ứng. Rồi sau đó mình lại suy mà có chứ đúng không? Có DA bằng DB, cái này gọi là giả thiết thôi. Thì từ đây mình sẽ suy ra được rằng là AD bằng F. Câu B, câu B thì hai tam giác bằng nhau rồi, theo mình nghĩ là đủ yếu tố thôi, cũng không có gì là thiếu đâu. Bởi vì câu A hình như là đã có gợi ý rất là rõ rồi. Tam giác ADE bằng với tam giác EFC, ba yếu tố nhá. Yếu tố thứ nhất là dễ nhất là AD bằng F này, cái này thì vừa chứng minh xong. Yếu tố thứ hai là gì các bạn? Thông thường ở đây mình sử dụng các yếu tố về góc và cạnh. Thì các bạn để ý này, góc A sẽ bằng góc E, vì sao? Thì nó được suy ra từ đồng vị EF song song với AB. EF song song với AB, nhưng ở đây là đồng vị các bạn. Đấy. Yếu tố thứ ba là góc hoặc cạnh. Chắc chắn cạnh không được rồi, bởi vì câu C là AE bằng EC rồi. Thế thì nó sẽ phải là yếu tố về góc. Thì bắt buộc là cái góc D này, cái này góc F này. Làm như thế nào? Thì nếu bạn nào để ý thì nó cùng bằng góc B thôi. Góc D bằng góc F, bởi vì cùng bằng B. Bây giờ là giải thích là tại sao lại cùng bằng góc B. Cái này thì lại khó rồi. Cái này thì lại dạy nhánh tiếp. Góc F bằng góc B, và góc B lại bằng góc D. Đấy. Tại sao góc F này lại bằng góc B? Thì các bạn nhìn vào đồng vị của EF song song với AB. Thấy chưa? Đồng vị của EF song song với AB. Còn BD thì sao? BD thì lại là đồng vị của DE song song với BC. Đấy. Riêng cái cặp cụm này thì toàn đồng vị thôi, đúng chưa nào? Thế như vậy là muốn chứng minh được câu C thì cũng, theo mình nghĩ là cũng tương đối là phức tạp, tương đối là khó. Mình sẽ phải suy ra cái góc D và góc F trước đúng không? Có lẽ là mình sẽ phải xuất phát nó sẽ cụ thể hơn. EF song song với AB đúng không? Này là giả thiết, thế nên là suy ra EFC. Thôi mình ghi cái góc đầy đủ đi. EFC sẽ bằng góc EFC ABC. Đây này là đồng vị thôi. Có bên này là DE song song với BC. Đây là giả thiết. Các bạn thấy nếu mà có sơ đồ thì mình nhìn vào giả thiết nó viết sẽ nhanh hơn rất là nhiều đúng không? ABC sẽ bằng cả góc ADE đồng vị. Đấy. Do đó từ đây thì mình sẽ suy ra được một điều, đó chính là cái góc ADE bằng với góc EFC. Đấy, rồi. Thì đây thì mình xét hai tam giác bằng nhau được rồi các bạn. Mình xét hai tam giác bằng nhau được rồi. Xét tam giác gì đây? ADE và tam giác ADE và EFC có ba yếu tố này, AD bằng EF này, góc A bằng góc E vì đồng vị, A bằng góc E thì là AB song song với EF. Đây thì mình thêm chữ và nữa vào, chấm phẩy là BAC bằng với góc FEC. Rồi mình copy góc này xuống, thuận lợi trong việc trình bày đúng không? Xong rồi copy, bởi vì góc cạnh góc mà. Tất cả những thứ này thì mình đã chuẩn bị trước ở trên hết rồi, đúng không?
Thế nên là đến đây thì mình chỉ cần chứng minh trên thôi. Chưa? Suy ra tam giác ADE bằng với tam giác EFC theo trường hợp góc cạnh góc. Rồi. Từ hai tam giác bằng nhau thì mình sẽ suy ra được là AE bằng EF thôi, xong luôn câu C. Bởi vì nếu không có câu B thì các bạn làm câu C rất là khó khăn. Đấy, các bạn thấy như thế nào? Bài tập này hôm nay thì câu A sẽ là định hướng cho câu B, và câu B thì khi các bạn làm được câu B thì đương nhiên nó sẽ ra câu C luôn. Thì bài tập này thì có thể tổng quát lên được thành định lý, và các bạn thấy rằng khi các bạn lên lớp 8 thì các bạn cũng học cái định lý này thôi. Nhưng tuy nhiên này, ở lớp 7 muốn làm được nhiều bài tập hơn thì chúng ta nên thuộc cái định lý này, thì các bạn sẽ làm được một lớp các bài toán cũng rất là hay. Đương nhiên lên lớp 8 thì các bạn lại học lại, làm lại thì nó lại càng thuận lợi hơn. Nhưng đương nhiên là lên lớp 8 thì mình sẽ lại học những cái định lý khác, tính chất khác mà khó hơn một tí, chứ không thể gì mãi những cái tính chất như thế này được. Thì bây giờ là mình sẽ có định lý đường trung bình, định lý số 1. Mình sẽ học về cái định lý đường trung bình. Thì trong tam giác thì định lý 1 này quan trọng này. Nếu một đường thẳng đi qua trung điểm của cạnh thứ nhất, trung điểm cạnh thứ nhất và song song với cạnh thứ hai, thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Đấy, các bạn thấy không? Định lý 1. Đương nhiên còn có định nghĩa nữa. Quên, mình phải nói định nghĩa nữa, đúng không? Định nghĩa đường trung bình. Định nghĩa của đường trung bình nói gì? Định nghĩa của đường trung bình thì nói rằng là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh của tam giác là đường trung bình của tam giác đó. Đấy chưa? Còn về định lý này thì cũng có thể gọi là tính chất hoặc dấu hiệu nhận biết cũng được. Cái này cũng có thể gọi là tính chất hoặc dấu hiệu nhận biết được. Ngoài ra thì đường trung bình thì còn có một cái tính chất nữa các bạn. Tính chất thì sẽ được chứng minh ở bài tương tự số 2. Thì buổi sau thì mình sẽ nói cái tính chất này. Đấy. Thế tại sao ở đây mình lại không lấy cái định lý 1 là tính chất và dấu hiệu nhận biết? Thì nói sao nhỉ? Đi qua trung điểm của một cạnh và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Đây các bạn nhìn nhá. Cái DB này đi qua trung điểm cạnh AB. DE đi qua trung điểm cạnh AB nhưng DE lại song song với BC, thì chứng tỏ rằng DE cũng đi qua trung điểm cạnh AC, có nghĩa là E là trung điểm của cạnh AC. Thế thì lý 1 này nói là khi các bạn có một trung điểm và một song song thì mình sẽ có được một trung điểm nữa, đúng không? Còn định nghĩa về đường trung bình ý, thì là có hai trung điểm thì suy ra đường trung bình. Còn tính chất là gì thì các bạn đợi đến bài tương tự ngày mai, bài tương tự phía sau rồi mình sẽ nói cho các bạn bài tương tự nhá, được chưa? Các bạn bây giờ các bạn về làm cho mình đi, về làm tương tự đi. Đấy nhé, khi các bạn làm tương tự rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tính chất hay cái định lý đường trung bình này dùng tương đối nhiều và tương đối hay. Cứ nhìn thấy trung điểm, cứ nhìn thấy song song thì mình bắt luôn vào đường trung bình. Đấy, hoặc đương nhiên là còn một số thứ nữa. Nhưng thôi, để bài ngày hôm sau mình nói nhá. Bài ngày hôm nay thì mình dừng tại đây. Con này là con hải cầu à? Đúng không? Rất là xinh, rất là đẹp. Xin chào hải cầu nhá, bye bye.